chào đón quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Vua Tiếng Việt. Vâng, tuần trước chúng ta đã có một người chiến thắng, nhưng họ đã quyết định không đeo chiếc nhẫn vào. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những ý kiến, và nếu là tôi thì tôi sẽ chơi tiếp, nếu là chú thì chú sẽ chơi đến cùng, nếu là bác thì bác thế nọ thế kia. Nhưng tất cả chỉ là nếu, bởi người chiến thắng vẫn có quyết định của mình. Còn hôm nay chúng tôi cũng quyết định mời đến đây 4 người chơi để chúng tôi lại tiếp tục cùng với quý vị tìm xem ai sẽ là vua tiếng Việt. Và bây giờ người chơi ở vị trí đầu tiên, xin mời. Người chơi đầu tiên là Đỗ Văn Tăng, 34 tuổi, đến từ Hòa Bình. Công việc chính là bác sĩ nha khoa, công việc phụ là chăm sóc và chơi với con, thích xem phim, du lịch và đọc sách. Sở đoản là không biết che giấu cảm xúc của bản thân, đi thi để kiểm tra vốn tiếng Việt của mình. Em thì họ Đỗ tên Tăng, làm nghề bác sĩ chữa răng giúp người. Nhà đài nay có cuộc chơi tìm vua tiếng Việt, em thời ứng thi, tài năng dẫu chẳng nhiều chi, vì yêu tiếng Việt ngại gì xông phạm. Hay quá. Em còn có một câu thơ tặng anh Xuân Bắc nữa. Có thơ à? Có thơ tặng anh luôn. Vâng, tôi cảm ơn. Đêm qua em nằm mơ được bắt tay anh Bắc, bàn tay anh nắm chắc, khỏe như là thanh niên, nở một nụ cười duyên. Em chào anh Xuân Bắc ạ. Hay quá. Cảm ơn bạn đã có thơ tặng tôi. Dạ. Nhưng mà bên cạnh cái tinh thần của bạn thì tôi thấy bạn phải cần sửa một vài từ, bởi vì cái đấy là viết về tôi, viết cho tôi. Dạ. Hôm qua em nằm mơ bắt tay anh Xuân Bắc. Vâng. Bàn tay anh rắn chắc. Vâng. Khỏe như là... Em thêm cho anh một vài từ. Dạ. Khỏe hơn cả thanh niên. Dạ. Nhưng khỏe như thì nó làm gì? Đúng không? Dạ. Thế để về em sửa, sau đó là em... Xong gửi cho anh nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Anh cũng đang sưu tập thơ làm về anh để anh in mà. Dạ. Ừ. Nhưng mà nếu mà tập thơ mà có xuất bản thì anh nhớ ký tặng em một quyển anh nhá. Ừ, em yên tâm. Trước anh xuất bản một tập thơ rồi, bán hết bèo trong vòng một tuần. Tên tập thơ là gì hả anh? Tên tập thơ là Hãy nhìn đi rồi cảm nhận. Bán cũng hết veo. Sau một thời gian anh hóa ra không phải những người yêu thơ, mà là mấy bà bán xôi. Dạ đúng, em đang bán đấy. Mấy bà bán xôi, bởi vì giấy tôi in nó thấm dầu tốt. Thấm mỡ tốt. Bây giờ thơ, nhưng thơ của bạn yên tâm, sẽ in vào giấy mà không thấm dầu. Dạ, để người chỉ có người yêu thơ thôi. Dạ. Thưa quý vị, người đầu tiên đã rất là có cảm xúc và có nhiều thơ, chứng tỏ là một người yêu văn học. Dạ. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với người tiếp theo. Dạ. Xin mời. Người chơi thứ hai là Ứng Minh Phương, 26 tuổi, chuyên gia trang điểm và giáo viên dạy nhảy, đến từ Hà Nội. Sở thích là du lịch và hát hò, là người nói nhiều, hòa đồng, dễ gần và ưa ngủ nướng. Tham gia chương trình để khám phá sự phong phú của tiếng Việt. Hôm nay đến với chương trình gặp anh Xuân Bắc, tim nhảy sập sình. Hy vọng mình sẽ đủ trình, chinh phục tiếng Việt một cách thông minh. Cảm ơn em rất nhiều. Mải nghe thơ, anh xin lỗi. Dạ. Em giới thiệu lại tên là gì? Vâng ạ, em là Ứng Minh Phương, em 26 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. À Phương, cô giáo dạy nhảy? Dạ vâng ạ. Nhảy, dạy các con nhảy hả? Vâng ạ, em hiện tại đang dạy một câu lạc bộ nhảy của cho các bạn nhỏ trường tiểu học Chu Văn An. À, dạ. Thế là mẹ các cháu đến đón hay là bố các cháu đến đón? Cả hai ạ. Ừ, thường là bố chắc chắn là thế rồi. Thế tôi nói thế ai hiểu, thế nào thì hiểu. Vâng, thưa quý vị, hai người tham gia chương trình, một người là bác sĩ răng, bác sĩ nha khoa, một người là cô giáo dạy nhảy, rất là trẻ trung, xinh đẹp. Người thứ ba, đó là ai? Xin mời quý vị. Người chơi tiếp theo là Lê Xuân Thái, 32 tuổi, đến từ Gia Lai. Công việc hiện tại là kinh doanh phân bón, sở đoản là không giỏi tính toán, là người vui vẻ, hòa đồng, thích nghệ thuật và âm nhạc. Từng học giỏi môn tiếng Việt khi còn nhỏ, nên đăng ký đi thi để thử thách khả năng của bản thân. Tôi đây tên Thái, họ Lê, tính tình vui vẻ, lắm nghề trong tay. Hôm nay đến với nơi này, quyết tâm thể hiện không hay cũng về. Cho tôi hỏi là không hay cũng về. Dạ. Thì hay thì sao? Dạ, tại vì em thấy mà nếu như mà không hay thì ở lại đây cũng chả biết làm gì anh ạ. Cho nên còn nếu hay thì phải đi tiếp thôi anh. À, vâng, không hay cũng về. Người chơi tiếp theo, xin mời quý vị. Người chơi cuối cùng là Nguyễn Thanh Hương, 26 tuổi, đến từ Nam Định. Hiện phụ trách phát triển kinh doanh và đối tác, giảng dạy và phiên dịch tiếng Anh, là người hoạt ngôn, hòa đồng, thích trò chuyện, đọc sách, trao đổi và chia sẻ kiến thức với mọi người. Đăng ký đi thi để thử thách tâm lý của bản thân trước đám đông. Tên em thường gọi Thanh Hương, vì yêu tiếng Việt tìm đường đến đây.
Mong rằng em sẽ gặp may, không vua thì cũng một ngày ghi danh ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có 4 người chơi, đó chính là bạn Đỗ Văn Tăng, bạn Ứng Minh Phương, bạn Lê Xuân Thái và bạn Nguyễn Thanh Hương. Và bây giờ chính là lúc chúng ta cùng đến với phần thứ nhất, đó là phần thi phản xạ. Xin mời quý vị. Ta đang có mặt trong chương trình Vua Tiếng Việt, vòng thi thứ nhất, vòng thi phản xạ. Và chúng ta cùng chào đón thành viên ban cố vấn, nhà văn Trương Quý. Chúng ta cùng chào đón tiến sĩ văn học Thanh Nga. Cho tôi hỏi bạn Tăng một chút, bạn Tăng đã xây dựng gia đình chưa? Cũng xin chia sẻ với anh Bắc và cùng toàn thể chương trình là em đã có gia đình ạ. Vâng, một cháu năm nay 6 tuổi ạ. Còn bạn Minh Phương? Dạ. Bạn Phương thì chắc là chưa gia đình rồi. Dạ vâng ạ, em chưa có gia đình. Tôi cũng không tiện hỏi có bạn trai hay chưa chứ nhỉ? Chưa có gia đình nhưng đã có bạn trai ạ. Có bạn trai, dạ. Chúc mừng bạn. Vâng. Vâng, em cảm ơn. Người tiếp theo là bạn Lê Xuân Thái. Dạ, em chào. Thái năm nay 32 tuổi đến từ Gia Lai đúng không em? Dạ. Thái có gia đình chưa? Dạ, em vẫn chưa có gia đình ạ. Có bạn gái chưa? Dạ, vẫn chưa có bạn gái luôn anh. Thưa quý vị, có lý do để tôi cứ hỏi về chuyện riêng thế bởi vì chủ đề hôm nay của chúng ta là chủ đề là ế. Vâng. Nó có lý do. Tôi cũng không hỏi sang Thanh Hương được. Hương ạ, hỏi dạ. Đôi khi nó khó trả lời nhỉ. Có gia đình cho em? Dạ, em cũng chưa ạ. Chưa hả? Dạ. Bạn trai bạn chiếc thế nào? Dạ, em có rồi. Chúc mừng em rồi. Dạ. Chia buồn với Thái nhỉ. Dạ. Hôm nay có vẻ phù hợp với em ấy. Phù hợp. Nhưng trong thực tế, tôi không biết là vô tình hay là cố ý mà ban biên tập chương trình đã mời đến đây nhà văn Trương Quý và tiến sĩ văn học Thanh Nga. Cả hai đều đang trong tình trạng là bộ đội không hòm thư. Vâng, Thanh Nga có nói với tôi là anh Bắc ơi, không biết là em có ở trong cái tổ này không? Em thì em không gọi em là ế mà em là độc thân bền vững. Thì không biết là vì lý do gì mà lựa chọn khéo thế không biết. Trong phần chơi đầu tiên, các câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên với mức độ khó dễ khác nhau để thách thức khả năng phản xạ ngôn ngữ của mỗi người. Thời gian tối đa cho mỗi lượt chơi là 90 giây. Mỗi câu trả lời đúng, người chơi được 1 điểm. Khi có tín hiệu, một người chơi sẽ được ánh sáng lựa chọn để bắt đầu phần chơi của mình. Kết thúc vòng 1, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Các bạn biết rõ rồi chứ? Dạ, đúng rồi. Luật rõ rồi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lựa chọn người chơi đầu tiên. Xin mời. Đó chính là bạn Nguyễn Thanh Hương. Bạn đến đây và mong muốn thử tâm lý bản thân trước đám đông. Dạ. Hôm nay còn có thêm một thử thách nữa, đó là bạn thử tâm lý là người chơi đầu tiên. Dạ. Cảm xúc của bạn bây giờ thế nào? Dạ, cũng hơi hồi hộp nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức ạ. Cố gắng lên. Dạ. Nha. Dạ. Và bây giờ phần thi của bạn Nguyễn Thanh Hương, 90 giây bắt đầu. Sắp xếp N G O N D O T. Đờ. Ồ. Đúng. Ồ đấy. Nói về hàng hóa đấy. Tồn động. Tồn động, đáp án chính xác. Tiếp theo. Thắc mắc ạ. Gì ạ? Thắc mắc ạ. Hoàn toàn đúng. Hãy hoàn thiện cụm biệt từ sau. Biệt tâm biệt tích ạ. Gì ạ? Biệt tâm biệt tích ạ. Chính xác. Hãy viết lại cho đúng từ sau, nghiên cứu. Đáp án chính xác, nghiên cứu. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Liên không hiểu sao nhưng... Hai ạ. Mấy? Hai ạ. Đáp án chính xác, rất nhanh thưa quý vị. Hai ạ. Sở trực, hai đáp án đúng. Mời bạn. Hai chắc ạ. Chắc trở hay chắc trở? Hai ạ. Hai ạ. Hai, chắc trở chính xác. Hai giải cứu ạ. Hay giải cứu? Hai ạ. Hai, đáp án đúng. Bà già đã 84. Bà già đã 84, ngồi trong cửa sổ gửi thư. Cho chồng. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Một từ đúng rồi, một từ đúng rồi. Gửi thư để mong gì? 84. Mong chồng ạ. Gì? Khó quá, có thể bỏ qua. Bỏ qua. Lấy chồng. Tiếp theo. Hội đồng ạ. Hội đồng, đáp án chính xác. Tiếp theo. Lạm dụng ạ. Lạm dụng, hoàn toàn đúng. Rất nhanh, hãy tìm một động từ có phần thêm động thêm, từ. Thêm ạ. Thêm, chính xác. Câu cuối cùng đây này. Chấm chấm chấm, nhiều gái chưa chồng không tin xuống chợ Mỹ Lồng mà coi.
Dạ. Câu này em không bạn, biết. Bạn biết Mỹ Long ở đâu không? Dạ không, em chưa nghe đến ạ. Tại sao bạn lại chưa nghe đến Mỹ Long nhỉ? Dạ. Tôi lần đầu nghe đến không sao. Dạ. Có những cái đầu tiên. Anh Trương Quý, anh có ý kiến gì ạ? Vâng ạ, xin mời anh. Xin chúc mừng bạn ngày đầu tiên, bạn chơi rất là tốt. Chứ những cái thứ khó quá thì có lẽ là chúng ta phải phải chấp nhận. Ở đây có một cái thuật ngữ dài nhất thì bạn đã điền được là biệt tâm biệt tích ấy. À, đây có cái chữ tâm ấy, chính là cái bóng con cá ấy. Tức là cái cá nó thở dưới nước ấy, có những cái bọt khí. Thì nó có thuật ngữ là bóng chim tâm cá. Thì sẽ dễ hình dung là cái bóng con chim bay trên trời rất là khó nhìn thấy. Và cá ở dưới muốn đi câu ấy, người ta phải quan sát những cái li ti của bọt khí đấy, người ta mới giật được hay là câu được thả đúng chỗ. Thì như chuyện Kiều có cái câu là nghĩ điều trời thẳm vực sâu, bóng chim tâm cá biết đâu mà tìm. Để nói về cái sự rất là khó nhọc của việc mà tìm kiếm một đối tượng. Như là chúng ta nói đến chuyện là cụ thể từ đấy hôm nay ấy, là đi tìm một người ý trung nhân của mình cũng rất là khó. Dạ. Xin chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn nhà văn Trương Quý và bạn Thanh Hương. Bạn có 11 điểm, xin chúc mừng. Bạn gây áp lực cho những người tiếp theo đấy. Dạ. Đến nỗi mà bạn đẩy cái bảng sang mà bạn Minh Phương còn không thèm nhận. Bình thường người khác nhận đi. Rồi kệ đấy, bình tĩnh. 11 điểm. Và bây giờ chúng ta lựa chọn người chơi tiếp theo. Xin mời. Đỗ Văn Tăng. Vâng. Bạn chuẩn bị. Bạn có 90 giây. 90 giây bắt đầu. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Đây là gì? Có 3 từ và không ai được vi phạm cái này. Kể cả những người trong gia đình, chúng ta cũng đều phải dành một cái góc để người trong gia đình chúng ta đảm bảo được cái quyền này. Ví dụ quyền riêng tư. Quyền riêng tư, đáp án chính xác. Hai. Mời bạn. Sơ xác hay sơ xác? Hai. Hai đáp án đúng. Mời bạn. Chỏng gọng hay là chỏng gọng? Hai ạ. Hai đáp án đúng chính xác. Mời bạn tiếp tục. Hãy viết lại cho đúng từ sau. Chồng chành. Chồng chành. Lưu ý nhá, lưu ý. Chồng chành. Đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Câu tiếp theo. Cây cần vì bởi trái sai, xa em vì bởi ông mai, thế nào nào? Ông mai. Thường ông mai, ông mối mà trong bán hàng ấy, cái mà cả môi giới ấy thì cần phải nói rất nhiều. Bắt đầu. Không phải. Bởi ông mai thế nào? Khó quá, có thể bỏ qua. Nữa. Ít lời, ông mai ít lời. Tiếp theo nào. Đây là gì? Sắp xếp từ. Phe phẩy. Phe phẩy, đáp án đúng. Tiếp theo. Ơ u u l e n n h i. Huấn luyện. Khó. Xin mời các thành viên của ban cố vấn ạ. Vâng, trong phần thi của bạn thì có một cái từ rất là hay, cái từ chồng chành ấy. Bạn chắc là biết câu ca dao đúng không? Chồng chành như nón không qua, như thuyền không lái, như ai không chồng. Là chồng chành đôi khi nó chỉ cái tình trạng không vững chãi. Con gái ế ngày xưa ấy. Yeah. Đấy, nó bấp bênh, nó chơi nổi ấy. Thế còn ở đây anh Xuân Bắc cũng đã giúp bạn điền nốt cái câu số 6 rồi. Cây cằn bởi vì bởi trái sai, sai em vì bởi ông mai ít lời. Ngày xưa cái vai trò của ông mai và mối rất là quan trọng khi mà đưa các cặp uyên ương trai gái đến với nhau. Ông mai bà mối mà không khéo lời thì sẽ không đưa được họ đến với nhau. Xưa có một cái điển tích cưỡi ngựa xem hoa ấy, là cũng nói đến cái vai trò của ông mai bà mối. Một cô gái thì bị sứt môi, một chàng trai thì chẳng may bị thọt chân. Thế nhưng mà nhờ có ông mai bà mối khéo lời, cho nên khi mà dẫn dắt để cho họ mai mối với nhau ấy, thì là đã tạo cho họ trong tình huống gặp gỡ. Là người con gái thì thẹn thùng đứng trong vườn hoa, là lấy bông hoa che nửa miệng để che được cái chỗ sứt môi đi. Thế còn chàng trai thì cưỡi ngựa đi qua, cho nên là không lộ ra cái thọt chân. Đến lúc mà lấy nhau về rồi thì họ cũng chỉ biết trách ông mai bà mối thôi. Cho nên vai trò của ông mai bà mối cực kỳ quan trọng. Và số điểm mà bạn Tăng giành được là
6. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn người chơi tiếp theo. Xin mời. Bạn Xuân Thái. Tôi đang chờ đến phần thi của bạn Thái đây. Bạn Thái đi từ rất xa về đây. Gia Lai, đặc sản Gia Lai là gì hả Thái? Đặc sản Gia Lai thì có bò một nắng. Bò một nắng. Bò chấm với múa kiến vàng. Có thêm là gà nướng trong những cái ống, gọi ống tre, người ta gọi là ống cơm lam ăn. Đúng rồi. Dạ. Tôi lại chưa ăn cả hai món, đau thế chứ. Dạ, nếu như mà có cơ hội là em mời anh Xuân Bắc và mọi người lên Gia Lai Kon Tum là em sẽ dẫn dắt mọi người đi cùng thưởng thức ạ. Em nổ địa chỉ đi. Tuần sau anh đến luôn đây này. Dạ, em sẽ inbox riêng ạ. Bạn Lê Xuân Thái, 32 tuổi, đến từ Gia Lai. Và bây giờ bạn chuẩn bị 90 giây dành cho bạn. Bắt đầu. 2. Trực diện hay trực diện? 2. Đáp án chính xác. Mời bạn hãy hoàn thiện cụm từ. Tập thể dục. Tập thể dục, hoàn toàn đúng. Ở Hà Nội rất nổi tiếng. Có thể bỏ qua. Bỏ qua, đó là Chùa Hà. Còn thời đây, thời điểm đáp án đúng. Biết ai lòng đặng gửi mã đào biển sông dễ lượng lòng sâu dễ tìm. Chưa chính bỏ xác. Qua. Bỏ qua đó là khó dò. Tiếp tục. Lần chân hay là lần chân? Một đáp án đúng. Mời bạn tiếp tục nào. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Có lẽ óc ông lúc ấy. Một. Chưa chính xác. Hai. Hai đáp án chính xác. Ai bạn được rồi. Tiếp tục nào. Tìm một danh từ có phần óc. Thóc. Hóc. Thóc. Chính xác. Yeah. Thóc. Danh từ thóc đúng rồi, chính xác. Trách chàng ăn ở chấp chênh em như thuyền thúng. Bấp bênh. Bấp bênh. Bấp bênh. Gần đúng rồi, đúng cái phần đấy đấy. Bỏ qua. Nó là lênh đênh. Mời bạn. Nên thì ve ngọc chén trà, không nên chấm đến chấm cho ba mẹ nhờ. Bỏ qua. Ở vậy. Hãy viết lại cho đúng từ quả quyết. Bạn còn 2 câu nha. Quả quyết đáp án chính xác. Câu thứ 12, mời bạn sắp xếp từ. Ứng dụng. Chưa chính xác. Nói về nói... Tôi tìm mãi từ để tôi gợi ý mà cũng không ra được. Nói về trạng thái. Ung dung. Em là thêm dấu vào. Xin mời tổ cố vấn ạ. Đây có cái con dao thứ 5 thì bạn tiếc là không điền được ấy. Biết ai đặng gửi mã đào biển sông dễ lượng lòng sâu khó dò. Cái nghĩa nó rất là dễ hiểu rồi, nhưng mà đây có một cái liên hệ đến một cái thuật ngữ khác ấy, là hay nói đến đáo để ấy. Bạn có biết cái từ đáo để không? Đấy. Thì đáo để đây một từ cũng rất gần với cái chữ lòng sâu ấy, tức là đáo nghĩa là tới, và để nghĩa là đáy. Tới đáy, cái lòng dạ không đo được đến tận đáy và rất là sâu sắc. Thì tôi xin cung cấp bạn một cái dữ liệu như thế để bạn hiểu thêm. Vâng. Cái từ ở vậy, không biết là bây giờ các bạn có biết quen với cái từ này không nhỉ? Ở vậy là ở, không có lấy chồng hay gì. Vâng, đúng rồi. Cái sao cũng có một cái câu tương tự. Đấy là chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Tôi cũng xin bổ sung cho bạn một cái gọi là một cái thứ kiến thức mới. Vì bạn không phải là người Hà Nội cho nên bạn không biết Chùa Hà. Dạ đúng rồi, em không, dạ, vâng. Không biết. Chùa Hà là một địa danh rất nổi tiếng với những thanh niên mà bị coi là ế bạn ạ. Người ta thường đến Chùa Hà vào đầu xuân để cầu duyên. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu là có vô tình hữu ý mà có đến gần 10 trường đại học xung quanh Chùa Hà. Anh Bắc có nhớ không? Anh đừng có nói đến chuyện đấy của tôi. Tôi ở loanh quanh Chùa Hà đấy. Cầu Giấy đấy, vâng, vâng, rất là rồi. Đông trường đại học. Dạ, chắc em phải xin địa chỉ. Rồi, dạ. Bạn cố gắng qua tí nhá. Dạ. Và bạn Lê Xuân Thái đang có 7 điểm, xin chúc mừng. Vấn đề là con số 6 của bạn Đỗ Văn Tăng và phần thi tiếp theo của bạn Ứng Minh Phương. Tăng ơi, bây giờ mong nhất của Tăng là gì? Mong nhất của em là... Trong phạm vi chương trình này. Trong phạm vi chương trình. Vào thời điểm này, Tăng mong nhất là gì? Là Phương sẽ đạt được 6 điểm, sau đó là em với Phương đã bàn thắng vàng anh ạ. Được rồi, đấy. Nhá. Được. Nào, người chơi thứ tư, bạn Ứng Minh Phương, 90 giây, bắt đầu. Điền vào chỗ trống, bạn về ta nhắc ta trông, ta về bạn nọ bỏ công. Bỏ qua.
bỏ qua, đoái Hoài. Điền vào chỗ trống trách chấm 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 sao xe Hoài xe hủy, trách bà Tơ sao xe chỉ lộn vòng. Bà Nguyệt. Chưa chính xác. Tiếp tục nào. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Đó, một ạ, xin một mời, ạ. Xin mời. Một, một. Một, xu thế. Mời bạn. Hoàn thiện cụm từ. Về điều tra xã hội học. Ví dụ là Nhật Bản là quốc gia bỏ có qua. Dân số già. Đây là gì? Không thể thay đổi. Chữ B đầu tiên không thể thay đổi. Khó quá có thể bất bỏ biến, qua. Bất biến, bất biến. Bất biến đáp án chính xác. Tiếp tục nào. Ứng dụng. Ứng dụng hoàn toàn đúng. Mời bạn tràn trề hay tràn trề. Số 1 đáp án chính xác. Hãy viết lại cho đúng từ khuynh đảo. Khuynh đảo đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Tìm một động trôi, từ trôi. Trôi đáp án chính xác. Dựa dẫm hay là dựa số dẫm? Số 2. Số 2 chưa chính xác. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu bóng tối đầy thăn thẳm ngủ được đầy 2 ạ. 2 chưa chính xác. Nó là 3. Em cũng hơi mất bình tĩnh đấy. Dạ. Xin mời các thành viên của ban cố vấn ạ. Vâng, câu 2 là trách ông Tơ sao xe Hoài xe hủy, trách bà Tơ sao xe chỉ lộn vòng. Thường thì người ta vẫn hay nói là ông Tơ bà Nguyệt, nhưng mà khi người ta đã nói đến bà Tơ thì chúng ta hiểu ngay phía trước phải là ông Tơ chứ không có ai người ta nói là ông Nguyệt cả. Vâng ạ. Vai trò của ông Tơ bà Tơ người ta vẫn thường nói đến đấy là những vị thần tiên ngồi dưới trăng để mà xe những sợi chỉ tơ hồng ràng buộc trai gái vào với nhau để tạo thành nên duyên vợ chồng là như vậy. Dạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ văn học Thanh Nga và bạn Minh Phương. Ai chà chà. Em xin được nắm tay chắc anh một lần nữa. Ờ, để thấy tay anh chắc hơn thanh niên đúng không? Dạ, dạ. Nó là vấn đề anh bắt tay cái thôi. Em ngồi xuống mình chơi tiếp. Minh Phương đang được 6 điểm. Đúng như em mong muốn. Mình cứ làm căng thẳng nhau một tí. Thưa quý vị, hai người chơi đó là bạn Đỗ Văn Tăng và bạn Ứng Minh Phương. Hai người đều được 6 điểm và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thi xem ai sẽ trả lời được câu này. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. 3, 2, 1. Xin mời. Sắp xếp từ. Mời bạn. Tiếp theo. Xin mời. Mời bạn. Nè. 3, 2, 1, tiếp tục. Vẫn còn cơ hội cho hai người. Ai có được. Tôi sẽ gợi ý đây. Tôi sẽ gợi ý. Khi mình đi bán hàng mà mình bán mà xin mời. Được giá. Đáp án chính xác đó là được giá. Bên cạnh một lời chúc mừng thì bao giờ cũng có một lời chia buồn. Đầu tiên là chúc mừng Đỗ Văn Tăng. Chúc mừng bạn. Còn Ứng Minh Phương. Dạ. Tiếc nhỉ. Không sao anh ạ, tại vì là em đến đây thì mục tiêu chính của em thứ nhất là để thử sức. Tại vì thực ra là em thi ở nhà thì có nhiều cô em đoán rất nhanh. Nhưng mà chắc lên đây cũng có một phần tâm lý. Ui, tâm lý lắm chứ không phải là, chứ là hơi tâm lý đâu, rất tâm lý. Vâng ạ. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và các con luôn yêu cô. Vâng ạ. Cô dạy thật tốt, cho tập thật tốt, cho cô luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ, chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người ạ.